Đây các bạn thấy không? Đây là mùa mùa đông chuyển sang mùa xuân nè. Cây cối này nó chưa có mọc ra đó, cái này nó đã chôm chớm mọc ra lá rồi thấy không? Xanh xanh rồi đó. Cái này chưa có mọc ra thấy không? Chưa mọc ra. Chưa mọc ra. Nhưng khoảng 1 tuần nữa thôi là mọi chỗ này nó sẽ tùm luôn. Nó sẽ ra rất nhiều. Ok. Đó. Đây là ở Harriet Benchell Park. Soon it will be all green leaves. Chỗ này hơi xanh xanh rồi này thấy không?